Hello, xin chào tất cả anh em đang xem trên kênh YouTube của mình. Tiếp tục hôm nay mình chơi game ETS 2 mọi người. Hôm nay mình sẽ lái một con Volvo FH. Con Volvo này kiểu như là nó mình coi hình như là năm sản xuất nó là năm 2012 hay sao đó, mình cái này mình cũng không rõ. Con xe này thì hiện tại tại Việt Nam mình đó là nó cũng khá là ít. Nó dùng cho những cái xe mà chuyên vận chuyển hàng quá khổ như hiện tại mình đang làm này đó. Các bạn thấy xe đó không? Wow. Đây. Giờ là kéo một cái rơ móc. Rơ móc này là chắc cũng khá là dài luôn, gọi là xe quá khổ. Đó, các bạn biết vì sao người ta gọi là xe quá khổ không? Xe quá khổ nghĩa là những cái xe mà nó chở hàng siêu trường siêu trọng đó. Chứ không phải là xe người ta nó khổ, người ta nó nghèo đâu nha mọi người. Đó, mình chỉnh lại màu sơn, chỉnh lại một số cái phụ kiện của cái xe thì khá là đẹp. Thì bây giờ thì mình sẽ di chuyển cái xe này đi sang Đà Nẵng, đi ra vào Đà Nẵng để lấy hàng đi Buôn Ma Thuột nha. Thì mình sẽ vào trong cabin này. Thì cũng như mọi khi thì trước khi chạy xe thì anh em phải nổ máy. Đó. Con Volvo này là con sức mạnh lắm, chắc cũng khoảng 600 mã lực hay là bao nhiêu đó cũng không rõ lắm, nói chung là nó khá là mạnh. Đó, dùm sơ cabin tí nha mọi người. Wow, ba điện thoại luôn kìa. Rồi tiếp tục đồ sách vẫn có xô nước đá, hai giường luôn nha, hai giường, tập lô. Wow, đó. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ di chuyển nha, di chuyển đi sang Đà Nẵng, đi ra Đà Nẵng. Rồi đó thôi. Wow, lần đầu tiên mà trở thành tài xế mà xe quá khổ. Wow, xe này quá kinh khủng, quá kinh khủng mọi người. Hôm nay trời bão mọi người, bão kinh khủng luôn, gió hơi bị to. Mình mới đắp bão xong, giờ này nó đỡ rồi, bắt đầu mình làm clip cho các bạn cùng xem. Wow. Rồi, chạy từ Huế chạy về Đà Nẵng. Không biết cái đoạn này là thuộc địa phận của tỉnh của ở đâu đây, Huế mà không biết là nó vị trí nào. Wow, nó tới 3 tầng là mọi người, nghĩa là 6 tầng 2 tầng gạt luôn. Giờ mình hiện từ giờ mình đang đi số 6 này, thành ra là nó 24 số luôn đó. Wow, xe gì mà kinh khủng vậy, số gì đâu mà chạy hoài không hết. Wow, các bạn thấy xe mình qua bên này này, nó dễ vô đó. Xem chuyển lại số 6 ta. Chưa. Đó. Tiếng
máy nổ là vum 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 vum. À, đây là trong thành phố Huế, đây là ngã rẽ đi đường Tránh Huế nè mọi người. Dồn là mình tưởng tượng ra liền. Đằng trước kia là trạm thu phí Phú Bài. Đó, trạm thu phí Phú Bài đằng trước kia. Phú Bài. Wow, xe quá khổ là thường thường là họ sẽ đi cái làng phía bên trong này mọi người. Làng phía bên trong này, mình đi từ từ thôi. Do cái xe nó chưa có quen cái xe này. Tí nó quen mà nó dám chạy nhanh chứ còn. Wow. Chân ga để mình thắng lại tí nha. Chân ga nó chạy. Chân ga nó chạy. Tắt máy luôn rồi. Wow, bốc còi. Đó, xe nó dài thương được luôn, dài qua trạm thu phí. Đèn tự động. Xe VIP nó có khác. Không, các bạn thấy không? Dùng cái máy rồi nghe tiếng máy còn nó biết là xe mạnh rồi. Thế mình đi hết số luôn rồi nha. Hết số. Nó bao nhiêu số? Wow, thì chắc đi hết số, chắc chạy quá tốc độ quá. À, nó chỉ có 12 số thôi, nhưng mà do là mình chỉnh cái cấp số bên kia là nó bị khác mất tiêu rồi. Wow, xe này chỉ có 12 số thôi mọi người. Giờ số 11 đi. Kinh khủng. Bây giờ là chạy về đó thị trấn Phú Lộc. Phú Lộc thì sẽ qua hai cái hầm, hầm Phú Gia với hầm Phước Tượng. Đó. Không biết là nó cho đi đường đèo hay không. Cái hầm Phú Gia. Cái hầm Phú Gia Phước Tượng thanh mình quên mất. Hồi trước mà nếu không có hầm đó là leo đèo đó, nó kẹt xe dữ lắm mọi người, nó kẹt. Wow, nó thật. Cứ mỗi lần ra đó mà chuyên môn ngoài đó là bị gọi là bắn lăn tiếng ở trên đèo á, nhiều anh xe cứ lên trên đèo là không bò chịu bò, cứ vượt lên là hồi đó là bắn. Sau này làm cái đường đây là chắc mình đi đường hầm rồi. Sau này họ làm cái hầm thì nó đỡ bớt chứ không là cứ chạy nó kẹt xe. Hồi trước là chạy xe hoa quả đó, thì ra chạy giờ mà ra không đúng giờ là bị trừ cước. Ra không đúng giờ là bị trừ cước. Wow 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 wow. Kinh khủng. Đèo lần qua hầm chứ. Qua hầm là phải bật đèn nha anh em. Qua hầm mà không bật đèn là bị ái liền. Bị ra khỏi hầm là bị công an hít sọ.
lạnh quá. Chạy ở ngoài nó không có. Chạy 10 số thôi, chạy nhiều số quá nó bị loạn số, không có biết vô số nào luôn. Nó hay gạt chuyến tàu luôn mọi người. Đây tiếp tục Hồng đây, Hồng đây là Hồng Phú Gia nè mọi người. Phú Gia ở trên Hồng Phú Gia cũng có một trên đèo á, nó có một cái khúc cua khúc chỏ đó. Hôm trước là giờ có Hồng này chứ không còn là đi đường Hồng Phú Gia là đường Phú Gia là cũng mệt lắm. Rồi qua hầm Phú Gia là chạy một đoạn nữa là tới Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, rồi bắt đầu mình đi đường hầm nha, không đi đèo đâu. Bữa trước mình làm một cái clip là mình đã đi đèo rồi nha mọi người. Hôm nay thì mình không làm clip đi đèo nữa, do đi đèo nó cũng cua nhiều, xe này xe quá khổ. Đó là mình kéo cái mép sàn nha, cái mép sàn này loại cũng nhỏ vừa chứ không có to, nó vừa với thân dạng chiều ngang như này, nó vừa với cái xe mình chứ nó không có to hơn, cái bàn nó to hơn là mình không chạy được, với lại mình không có chở hàng nữa, là mình được phép mình đi được chính luôn, được hầm luôn. Wow. Tầm 10 Lăng Cô rồi kia mọi người. Bật kính lên. Bật kính lên là nó đỡ ồn. Đó, không? Đỡ ồn hơn. Nãy mình mở kính xe. Để mở một kính phía bên mình phụ xuống nha. À, bên tài mục tiêu rồi. Rồi, đằng trước kia là trạm thu phí đèo Hải Vân nha. Đó. Về số. Rồi, trạm thu phí đèo Hải Vân. Rồi, mình sẽ đi làng trong nha. Đi làng trong chưa quen nên mình phải dừng lại chút xíu, mình xét lại số không là. Tính ra mất bàn nhưng mà thực chất nó không có bề rộng các bạn. Bề nó bề rộng đâu thấy đâu. Wow. Hơi bị lạnh rồi. Đây, cầu Hải Vân. Ở cái chỗ này là dốc nó cũng gọi là nó cũng cao lắm, nếu mà chạy mà chạy đầu kéo á, mà tới dốc này mà bắt chớm lên không nổi á, là lên trên đầu hầm á, là bò kiểu như máy xe đầu kéo Mỹ á, bắt chớm không nổi là lên hầm là bò chấm đuối mà riết không được, riết là nóng nước liền.
Wow, mấy anh mà anh chạy xe quá khổ, anh đi đường kia này à, trước mình thấy anh đậu đó, anh đứng đó lâu lắm rồi á, anh chưa đi luôn. Rồi, tốc độ cho phép là 70 70 km/h. Dài dài lắm nha, không biết trong mắt đây anh Phạm Thạch anh có làm có dài không. Rồi hết, gần hết rồi, ánh sáng rồi mọi người, ánh sáng rồi kìa, tức là ra khỏi hầm rồi, gần ra khỏi hầm rồi, ánh sáng là gần ra khỏi hầm rồi. Đường nó hơi cong cong này, chắc là ra khỏi hầm rồi. Rồi đúng rồi, đúng là như suy đoán của mình. Rồi cái dốc này này mọi người, kiểu như là nó cũng lại vậy, cho nhiều anh kiểu thấy nó lại lại á, rửa mò thấy mình thấy nhiều vụ là cứ xuống phía dưới kia này, xuống phía dưới kia là phanh không được, là quất vô lan can cũng nhiều lắm. Dốc mà đi như tinh luôn. À, có Nguyễn Quý Gamer này mọi người. Hôm qua mà làm clip Hugo. Không biết mò con xe, kiểu như là không biết con Hugo là mình mua của cái chỗ nào mọi người. Nên nhờ Quý coi mới biết được là mua chỗ Bình Man là mới mua được. Mà đi làm này luôn đó. Đâu có biết là mua chỗ nào đâu. Hỏi anh. Anh giúp đỡ mình nhiều lắm, mình hỏi gì là anh cũng trả lời anh giúp. Wow, sắc rạp luôn. Chung cái mép bàn này cũng chưa gọi là quá khổ lắm, quá khổ có loại nó bàn nó to lắm. Tới luôn anh ơi. Qua chúng nhanh xe khách. À, sau một khoảng thời gian thì chạy tới đây mọi người. Đầu trước là mùa Covid đó, có mấy chị bán nước ở đây này, chị ở Đà Nẵng luôn. Mà khi mà chị bán nước mà chị lại chị mua mình đó, hồi đó mình đang xuống mình đi vệ sinh, thấy chị mắc khùng mình chạy lên xe. Qua hầu nữa thật. Sợ bị Covid mà sợ anh, thường thường là ở Đà Nẵng thì hồi đó nó rộ cũng sợ lắm nha. Do mình chạy lên cái mà đi ngang mà thấy mình lập hập chạy xe nó kêu sợ gì mình sợ dữ vậy. Rồi thì giờ mình đi đường tránh Đà Nẵng, tránh Đà Nẵng để chạy xuống kia lấy hàng. Wow, Nguyễn Quý Gamer nữa kìa. À, đường phố. Wow, chạy con đường này xa lắc xa lơ luôn. Rồi, tới ngang chỗ đây là chỗ nó đang làm cái con đường cao tốc thì đi đâu lên trên kia mình cũng không rõ lắm. Thấy nó làm một binh rồi một lâm đó, không biết là đường cao tốc đi đâu. Wow. Có xe múc đủ loại xe qua nó dòng dữ trời.
hồi trước á nó hay kẹt lắm, lý do đang làm này này nó hay kẹt á, giờ nó đỡ rồi. Wow, sẽ không nữa dòng dưới. Rồi mình thấy cái chỗ mình để chuẩn bị mình giao hàng rồi, mình lấy hàng rồi kìa. Không biết là bóc đi đâu đây. Cầm đi trước được chưa anh em ơi? Rồi, bật xi nhan. Xi nhan lấy lá rộng ra, đi vào. Wow, đây rồi. Wow, sao cái mắt mình nó mất tiêu rồi, lụm mất cái mắt mình rồi, mình bấm bậy nó lụm mất tiêu rồi. Wow, mắt mình thiệt đẹp mà nó lụm nó mất tiêu rồi. Nó chạy không như lấy móc thì không được, móc thì hình như cũng tương đương với móc mình nè. Wow, chở một cái tu binh của cái quạt hay là gì kia. Tu binh của cái quạt hay sao. Rồi, vào đây, móc ra. Chạy ra đây. Wow, anh ấy chạy đi trước đi rồi tính sau. Nó chạy lâu rồi, nó cũng chạy rồi. Cái này là những cái tu binh, những cái cánh máy quạt đó, cái chỗ mà phần motor của máy quạt đó. Chú thì có xe không? Không có xe. Chạy ngược về Đà Nẵng bỏ quá mọi người. Thì thường là xe mà chở hàng quá khổ mọi người, kiểu nó chở gần lắm chứ không phải chở xa đâu. Kiểu như cái những cái xe mà chiều chở xa là khác, như mấy xe mà chở xe mốc mốc đồ á, chở tới công trình là chở gần lắm. Wow, chắc là lại chỗ này bỏ quá rồi mọi người. Đây, trong này. Wow, mưa nữa rồi. Vào trong này mình bỏ nha.
chỗ nào cũng được, cho nó xa quá. Mưa rồi anh em ơi. Rồi, vô vào trong công trình kia mình bỏ cho người ta. Rồi, trong này bỏ. Sẽ bỏ sát mí luôn kìa. Mưa, gió. Rồi do sát mí bên kia luôn nha, do sát cây vách tường phía bên phụ luôn á. Này lường sát đằng sau luôn. Lùi lại. Vào trong viên cho dễ nhìn. Qua wow, mưa rồi. Gặp nước đã mất tiêu rồi. Mở kính xuống cho nó dễ coi. Rồi lùi vào nha. Giờ thì mình sẽ lùi vào trong kia. Cái xe này lái nó ít lắm. Nãy mình thử lùi thử rồi, xe này lái nó ít lắm đó các bạn thấy không? Lái nó rất là ít luôn. Wow, đúng không? Lái ít quá mà theo không kịp luôn nè, thấy không? Chắc mí luôn ơi. Chắc mí luôn. Wow. Chắc mí luôn rồi kìa. Em cúp một đẩy vô trong này luôn nha. Giao một hình chữ T. Đây. Ok. Đó, các bạn thấy không? Wow. Đó, mình lùi sát mí luôn á các bạn. Đậu bỏ một cái hàng như thế này. Đó. Wow. Nãy giờ đi quên bật đèn, tới gần ngãi mơ bật đèn. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn mọi người ấy. Thôi clip mình làm ngắn thôi. Clip này không biết nó dài chứ nó dài lắm. Do mình đi cái đoạn đường nó xa. Thì thôi chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những clip tiếp theo nha. Bye bye. Nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye.